chương trình truyền hình đã hết rồi nha bà con, chương trình là bữa nay cầu nguyện đã hết rồi, đằng kia còn anh Ngô Kỷ với lại mục sư Andrew Lê với lại sư phụ Duy Tăng Thích Minh Tánh, thì tất cả còn bà con về hết rồi bà con, giờ chỉ còn có bốn anh với anh Phúc thôi, với lại sư phụ với anh Phúc với anh Lân với lại anh Ngô Kỷ với lại mục sư Andrew Lê. Thì bữa nay em xin cho bà con biết một điều là bữa nay là anh mục sư Andrew Lê nha bà con, mục sư Andrew Lê rất là giàu nha bà con, đây là chiếc xe Cadillac, là chiếc xe limousine của mục sư Andrew Lê nha bà con, bà con thấy không, đây là xe limousine này rất là mắc tiền nha bà con, bà con thấy không, cái này là ngoài dân thường nha bà con, bởi vì mục sư Andrew Lê là đại gia Nam Cali bà con, chứ ngoài này bà con thấy không, giờ là chiếc xe này là của anh Andrew Lê nè, cái này là limousine nha bà con, limousine này rất là mắc tiền, này là em dân thường chơi không nổi, xe này đâu bà con, thì em chỉ cho bà con biết là tình hình là mục sư Andrew Lê là đại gia Nam Cali nha bà con, đại nha bà con. Cái này em xin lỗi mục sư, em xin lỗi mục sư em quay cái này, này là gì đây, United States Navy, em xin lỗi mục sư Andrew Lê nhiều, em quay cái này trình làng cho bà con biết là mục sư Andrew Lê mình là đi limousine nha bà con, chứ không phải là bình thường nha bà con, bà con thấy không, limousine nha, limousine này rất là mắc tiền nha bà con, này là chiếc xe này là của mục sư Andrew Lê đó bà con, mục sư Andrew Lê rất là nổi tiếng về tất cả về cái bằng là bảo hiểm hay là sticker xe hay là tất cả này kia cái nọ rồi đó, thì liên lạc mục sư Andrew Lê nha bà con, ở trong Brockhurst and Hazard bà con thấy không, rõ ràng nha bà con, limousine nha bà con, rất là đang mới ton nha bà con, mới lón luôn, tại vì ban đêm mình không đi, ban đêm không thấy được đầu lón được bà con, nhưng mà thấy rất là bóng lón, bà con thấy niền xe là rất là bóng lón nha bà con, limousine này rất là mắc tiền, dân thường là không bao giờ chơi nổi cái dân limousine này nha bà con, này chỉ đại gia mới chơi là nổi limousine này thôi. Giới thiệu bà con đây là xe của xe tổng thống này, cũng không bằng này, là xe tổng thống nó ngắn nó không bằng này đâu, này dài tha hồ, muốn ngủ muốn nằm muốn uống rượu muốn uống bia trong đây, nó có cái bài trong đây luôn bà con, bữa nào em mượn mục sư Andrew Lê em quay phóng sự bà con biết bữa, xe rất đẹp, mới to nè mà mới cáo luôn, mới có luôn bà con, này xe của tổng thống mục sư Andrew Lê nè bà con, người nổi tiếng của cộng đồng Nam Cali nha bà con. Thì bữa nay em phóng sự cho bà con, trình làng cho bà con biết. Em xin lỗi mục sư nhiều, em nhiều chuyện cho bà con biết là chiếc xe này của mục sư Andrew Lê bà con, mới ton này là limousine nha bà con, xe này rất là mắc tiền, này là dân thường là không bao giờ chơi nổi này đâu bà con, thường thường đây là người ta mua cái này cho người ta mua là người ta làm business, người ta chở đám cưới đó, này kia nọ rồi bà con. Thì tình hình là báo cho bà con biết là mục sư đi xe xịn rồi con, xe này xe xịn, mục sư Andrew Lê có bữa nay có ở nhà có văn phòng có mấy chiếc xe cổ đẹp lắm bà con, mắc tiền lắm, nhưng mà rất tiếc là mục sư không cho mình mở cửa cho mình coi cho bên trong thôi, chứ mình coi bên trong này chắc bảo đảm mà vụ này kia nọ là đầy nhóc chạy limousine, thường thường ta chở cho tiệc tùng đó mà bà con, cho dân sang ra, dân sang ra đi không à, mà này là đại gia chở ai đi nghe bà con, biết chở ai đi không, chở ngài Trạng Sư Ngô Kỷ đi nè, chở sư phụ Du Tăng Thích Minh Tánh đi nè, chở anh Phúc người nổi tiếng cộng đồng đi nè, chở anh Lân của người phố của phóng viên phố Cali Bô Sạch, phố Bô Sạch TV đi nè, nó tóm lên chiếc xe limousine này của là mục sư Andrew Lê nha bà con. Em thông báo cho bà con biết đây là tượng đài nè nha bà con. Em quay lén rồi, em xin lỗi mục sư nghe, mục sư đừng la em nha. Xe mới lắm mà còn ban ngày nhìn mới tôn mới cón mà con, cái niền mình nhìn cái niền đủ biết rồi, nước sơn bóng lón luôn á, trời ơi là trời, nó còn hơn mặt đàn bà nữa. Thôi bye bye bà con nghe, em nhiều chuyện chút xíu thôi, em nhiều chuyện nhiều quá em bị chửi bà con ơi. Thôi bye bye bà con, chúc bà con mạnh khỏe nha bà con, ủng hộ nha bà con, phố Cali Bô Sạch TV số 9 với lại Lido Sài Gòn Cali TV nha bà con, chị Lido Sài Gòn á thì chứ L
ILTTE Sài Gòn Cali TV nha bà con. Bye bye. Em giới thiệu cho bà con biết là chiếc xe mới con này, limousine này là của mục sư Andrew Lê. Bye bye bà con, chúc bà con mạnh khỏe nha. Bye bye.